Chào các bạn, hôm nay mình lại làm một video nữa hướng dẫn các bạn về cách làm mật liệu bằng phần mềm Shop Template. Đây là giao diện phần mềm Shop Template mà mình sắp giới thiệu. Và ví dụ cụ thể hôm nay là mình sẽ làm cái đèn này. Đấy, phần liệu cái đèn này. Ở đây thì file 3ds Max mình đã dựng hình sẵn rồi, đã unwrap đầy đủ hết rồi. Thì đây là cái mức làm cơ bản trong phần mềm này nhé. Sau này mình sẽ có những video nó nâng cao hơn cho các bạn dễ hiểu hơn phần mềm template này. Đây ở file 3ds Max thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách import file ra để làm cách nào đưa vào cái phần mềm này. Thì đấy chính là các bạn nên đặt tên từng đối tượng để đến lúc mình làm vật liệu dễ phân biệt. Ở đây mình sẽ làm vật liệu cho sẽ có những vật liệu mình áp dụng trong shop mình tên đấy là ví dụ đế đèn này, thân đèn này, hoa họa tiết ở thân này, họa tiết trên này. Cái trục đèn này thì mình chỉ cho vào shop mình tên này, mình lấy bóng này, lấy đồ bóng này. Còn nếu vật liệu nó dễ thì mình làm luôn trên 3ds Max. Và mình chỉ hướng dẫn làm cái đế đèn và thân đèn đấy nhé. Cái hai họa tiết này thì các bạn áp dụng theo quy trình như thế. Thì để mình không kéo dài video ra, và mình cũng sẽ gửi cho các bạn file mình làm sẵn này. Đây, có các file mình làm sẵn, cả ảnh tham khảo, cả cái script này. Mình sẽ gửi link ở dưới mô tả nhé. Dòng của mình thì hơi khó nghe nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Và mình làm video mục đích chia sẻ kiến thức cho các bạn. Nếu bạn nào thấy trong quá trình làm video của mình mà có một số khiếm khuyết thì các bạn cứ bình luận để mình có thể tiếp thu, thì sau này mình làm các video khác nếu mà có vấn đề gì thì mình khắc phục và nhắc nhở các bạn khác luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Đây thân đèn thì mình sẽ vào file này, import này, import selected này. Tại vì bây giờ cũng khuya rồi nên mình nói không được to đâu. Đấy, các bạn sẽ chọn đây. Đây, các bạn đặt tên đây là thân đèn, thân đi, thân là được. Đấy, các bạn có thể xuất file bằng FX hoặc là OBJ nhé. Mình thì có thói quen là xuất OBJ. Đây, các bạn xếp lại, export, done. Grader. Các bạn sang giao diện Shop Template, các bạn vào File, New, Select, chọn đến cái file OBJ vào rồi. Cái thông tin này các bạn không cần thiết nữa nhé. OK. Đây, giao diện ở đây. Thì việc đầu tiên là mình cứ nên vào để đổi tên. Đây. Thân, đèn. Đấy. Các bạn sẽ sau đấy là các bạn vào Back này nhé. Back này nó là những kiểu trải các thể loại map như Normal, Glossy, Nip, IOR. Các bạn phải chọn là 2048 thì nó sẽ để cái vật liệu nó thật hơn và rõ ràng hơn. Đây, tiếp tục là Back. OK. Đây là cách chỉnh camera phối cảnh nhé. Đây, các bạn xem. Đây, các bạn chỉnh ở đây để lúc mình nhìn rõ hơn. Các bạn giữ Shift, ấn chuột phải và kéo đây, kéo từ phải sang trái thì nó sẽ là thay đổi ánh sáng của phối cảnh nhé. Còn đây là các giao diện khác, các khung cảnh khác của môi trường. Đây cũng không cần thiết. Và chọn cái ảnh nào cho nó dễ nhìn thôi, mình giới thiệu qua đấy. Đây mình chọn, mình sẽ cho mở đi. Đấy, ở đây thì nó có các cục vật liệu và các cục vật liệu thông minh nó có sẵn. Thì nếu mà các bạn mà dùng có những cục vật liệu nào nó trùng thì các bạn chỉ kéo lên thôi nhé, kéo lên dùng thôi. Đây ví dụ như này, mình kéo vật liệu. Cái giao diện nó tương tự như Photoshop. Đây, ví dụ mình kéo hai cục vật liệu nhé. Cục đầu tiên, cục thứ hai,
đây nó sẽ là hai layer của Photoshop. Đây, ví dụ mình thêm một cái black mask mặt ở đây thì nó sẽ hiển thị dưới mặt là trắng, hiển thị ở bên trên. Đây, tương tự Photoshop. Vật liệu của cái đèn này thì mình sẽ làm thủ công các bạn nhé, bằng cách hút màu. Đây, tiên là mình tạo một cái fill layer để đổi màu cho nó, thì chúng mình kéo xuống đây. Cái bit color này thì nếu mà các bạn có map ấy, các bạn có bit map, các bạn kéo vào và tách đây, các bạn chỉ cần kéo ra thì nó cũng như kiểu kéo cùng vật liệu kia vào. Còn hút màu thì ở đây mình hút màu nhé, các bạn giữ chuột nhé, chọn màu đỏ đi. Ở đây mình sẽ chọn màu đại khái thôi nhé, vì để video clip nó ngắn lắm, mình làm giống thì phải tỉ mỉ. Đây, phía lại đổi màu đây, xác định ở đây là nó sẽ có ba màu chính, đỏ và đen. Mình cứ làm trước hai màu đó. Đây, chọn màu vàng, chọn hơi vàng. Đấy, bây giờ mình sẽ vào cái cho nó một cái phần là đen, rồi mình sẽ thêm một cái generator. Mình sẽ thêm hiệu ứng. Đây, cái hiệu ứng để mà giống thế này, không giống như muối này, là dùng cái hiệu ứng này. Các bạn có thể dùng cái hiệu ứng gram drop. Các bạn sẽ vào cái gram ở đây, đây đây chính là gram drop này, các bạn kéo thẳng vào và các bạn gõ đi gran lốc cũng được nhé, bạn kéo vào. Đây mình sẽ điều chỉnh cái chỉ số đây sao cho nó giống, cho nó mẹ tầm 0.08. Đấy, màu môi trường nó ở đây, bấm chữ M là nó sẽ về cái môi trường cũ các bạn nhé, nó sẽ là material. Đấy, tìm lại được chưa? Đấy, rồi đấy chưa? Sau đấy mình tiếp tục xử lý với màu đen. Màu đen thì chắc mình chẳng cần hút màu nữa, cứ theo quy trình. Ăn một cái nữa. Ăn một cái đấy. Vẫn dùng cái răng đấy. Chỉnh chỉ số. Thế này mình cứ để ra đông nhé. Sau đấy Ctrl D là nhân thêm một layer mà mình đã chọn nhé, kéo lên đây. Đây cho ít hơn. Đấy, kéo sơ qua là như thế. Màu đen này vẫn cho nhiều hơn một tí. Đấy, được chưa? Đấy, gần giống chưa? Sau đấy nhá, cái này có một cái hay, hay hơn ở Photoshop đấy là có thể chỉnh được cái mức độ sâu, nông sâu của này, của đối tượng. Đây là nổi lên, là chìm xuống. Mình sẽ cho nó nổi tầm 0.02. Ở đây mình cho 0.01. Đấy, ở đây thì 0.02. Có nọ thì không cần. Đấy, và chỉnh bóng ở đây các bạn nhé. Đấy, mình có thể cho bóng nhưng mà tùy cái lớp layer nào nằm trên thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nhé. Đây, các bạn chỉnh sao cho nó hợp lý. Giữ shift này, ấn chuột phải này, kéo này, để màu ánh sáng nó rõ ràng nhé. Ở đây màu đen rất là hơi long loang, thì mình có thể từ đây mình add thêm một cái pen nữa, mình để mình tô tự do và dùng brush. Đây mình thử một cái brush này, tăng kích thước ở đây nhé.
cũng như Photoshop. Đây, bút đen và bút trắng, ấn X là chuyển đổi nhé. Bút đen sẽ tô này, đấy sẽ mất đi màu đen. Bút trắng thì lại tô lại màu đen. Đấy, thì mình thì làm nó hơi long lao một tí. Đấy, sơ qua như thế các bạn nhé. Cái độ nông sâu này mình phải chỉnh thêm một tí đi cho nó thật. Vậy cộng 2. Đấy. Cho nó bóng hơn một tí nữa. Tạm thời như thế các bạn nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn cứ gửi bình luận của mình dưới video nhé. Và đây là cách xuất vật liệu ra này. File này. Export texture này. Các bạn để ý là mình sẽ xuất ra một cái folder này. G-show này. Đấy, để ý đây là phải V-Ray nhé. Phải là V-Ray nhé. Mình dặn các bạn đặt tên là vì ở đây nó sẽ đỡ nhầm. Export. Nó sẽ xuất ra dạng bitmap các bạn nhé. Đấy, cứ các bạn làm xong thì nhớ lưu lại cái file này, nên lưu lại để lúc mình ren lên mình thấy thiếu sót gì ấy, mình còn vào chỉnh sửa, chứ các bạn tắt đi là mất hết cả cái quá trình này luôn đấy. Còn mình thì đã có file sẵn rồi thì mình đang là hướng dẫn các bạn thì mình có thể xóa đi nhé, tắt đi, nhưng mà tí nữa add, lúc add mình tắt đi cũng được. Đây là phần khó nhất trong cái vật liệu này thôi. Ở đây thì mình cũng tô đấy, tô đen này. Còn đến mình làm cho các bạn thêm cái phần đế nhé. Giọng mình hôm nay khó nghe quá, cũng khuya rồi mình không dám nói to. File, export, export selected, đế đèn, đế thôi. Export, done. Đây, các bạn lại vào file new video select này. Đế này. Ok, đây là nó hỏi còn lưu cái file cũ này không nhé, các bạn nên lưu lại nhé, còn mình thì mình hướng dẫn đi cho không cần. Đấy, cũng như thế, trình tự như thế, đặt tên đi đế này, bảo bách. Sau này mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn cụ thể như chỗ này nhé. Đảm bảo là ăn grab phải thật đẹp các bạn nhé. Thì lên đấy trải mát nó mới đều được. Không là quá trình các bạn tô là nó sẽ lem em. Chỉnh cái này lên. Chỗ này này. Tắt đi. Tương tự như thế các bạn nhé. Đặt xuống. Đây. Phần này sẽ có 3 màu chính là đen, trắng và vàng. Đây, cũng tương tự như thế. Phần hút màu đen vào. Đây cho màu vàng. Thực ra cái hút màu này là nó cũng không chính xác lắm đâu, các bạn vẫn phải chỉnh nữa nhé. Vàng một chút thế đi. Đấy, thì nó thêm một trắng nữa rồi. Đấy, tiếp tục quy trình như thế. Ở đây nhé, mình sẽ tạo thêm cái P, mình tô. Nên tạo P, mình đừng tô trực tiếp này cũng được các bạn nhé. Nhưng mình không nên, mình sẽ tô HTML P. Để đến lúc nó có hỏng thì mình bật xóa. Mình giữ nguyên này.
dùng một cái brush. Ở đây mình mới cài lại win lên cái brush cũ đi tông hết rồi. Mình sẽ dùng một cái brush tương tự đấy nhé các bạn nhé, tương tự xem hôm này nào. Kích thước bé này. Thì các bạn nhé. Và cứ tô thoải mái đi. Tô một chút này. Díu ship và kéo chuẩn nhé để cho ánh sáng nó. Đây, mình sẽ tô ngẫu nhiên các bạn nhé. Chắc thì nó phải cho màu vàng đậm lên một tí nữa. Chặt quá. Ở đây thì các bạn nên thay đổi độ đậm nhạt của cái này bởi rất nhiều. Kích thước to nhỏ nhé. Để đậm quá rồi. Cho mức cái thực ra cái bài rớt này cũng chưa giống lắm đâu. Thế thì mình cứ đừng lao phải theo lao vậy. Cái này thì tôi tự nhiên mà nên các bạn cứ tôi theo tay các bạn nhé. Thế không phải chỗ này thì không phải không cần thiết phải làm giống tớ nhé. Đấy. Thế thôi. Thì ship này thì nó lóa mắt này, nếu mà chưa quen là nó hơi lóa mắt người đấy. À, ở đây chắc cho một vài cái nó tươi lên một tí. Đây tập trong này các bạn nhé, anh không phải lo. Ấn X để đổi này, mình sẽ dùng một cái rớt khác đi cho nó ngẫu nhiên đi, đốt này không đốt nhiều nhiều đấy. Để cho độ đậm nhạt nữa. Tiếp đậm nhạt rồi. Nó này vậy. Các bạn cứ luôn phiên thay đổi à. Script nhé. Mở rớt nhé. Chà chà, khuya quá không nói to được các bạn ạ. Rớt luyện tay đi. Ông này đi. Mình có thể thấy đổi độ đậm nhạt này để cho nó tự nhiên hơn nhé.
Để tôi sẽ qua như thế. Xấu quá nhỉ. Có thể tỉ mỉ hơn là các bạn phóng to lên nhé, xong rồi tô tô này nhé. Cái này tô thì tùy mỗi người đấy, mình sẽ làm. Nhìn đến đây thì chắc các bạn hiểu rồi. Tương tự với màu trắng nhé. Thôi thì vân phai rồi. Thôi thế thì vân phai thì tương tự với màu trắng các bạn cũng thế nhé. Lúc xuất vật liệu các bạn biết rồi gì. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hướng dẫn các bạn sử dụng cái clip nhé. Giờ quá nhỉ. Clip mang tên là Substance Paint to V-Ray. Các bạn sau khi các bạn đã xuất được các bitmap vào đây rồi. Đây, cái file đẹp của mình đây. Chắc nó bắt mình phải dùng file đẹp rồi đấy. Cái này có một cái nhược điểm là nó tạo rất là nhiều map các bạn nhé. Nhưng mà vật liệu nó ren lên nó thật lắm. Đây, mở file 3D Max ra. Ở đây thì cái vật liệu trong này mình đã làm trước đấy rồi. Thì thôi không sao, mình chỉ cho các bạn luôn. Có gì khó hiểu các bạn cứ đóng góp ý kiến để mình thay đổi hoàn thiện bản thân nhé. Đây là chụp đèn, mình đặt đèn đây. Cái hay của đặt tên là mình sẽ biết nó là ở đâu, sau này mình muốn sửa vật liệu thì rất là dễ. Đây các bạn chạy vào scripting nhé, chạy vào run script này, bạn trỏ đến cái script của mình. Đây là only, đây file tham khảo này, script này, sắp từng bên tu dây này, bạn nhấp nút vào. Sao mà em lại đến đâu rồi? Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Các bạn chọn vào folder là cái gì sâu mà mình làm đấy, mình xuất file ra đấy, xuất ảnh ra đấy, đây gì sâu. Đấy, nó sẽ có này nhé, thân đèn, trục đèn, đế đèn này. Đấy, các bạn sẽ chọn ra cái mà mình nhắc các bạn đặt tên là thế đấy. Nếu mà đây ví dụ cái này mình chưa đặt tên, nó sẽ hiện ngoài này một đống số này thì các bạn phân biệt cái gì đúng không? Đấy, nên mình phải đặt tên. Đây, ví dụ chọn một thân đèn nhé, còn chọn vào grid này, nó sẽ ra đây. Thế thôi, đơn giản. Và việc của mình là đổ vào, đổ vấn đề vào đó, vấn đề vào đó nhé. Tương tự với đế đèn và hoa văn nhé, các bạn cứ thử làm. Mình cũng sẽ gửi file của mình làm cho các bạn đối chiếu. Có gì không hiểu thì các bạn cứ vào video và bình luận cho mình nhé. Đây mình sẽ thử rèn lên. Đây đây là file vật liệu mình đã làm. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo nhé, giúp mình chia sẻ đến một số bạn muốn biết đến phần mềm sắp từng tên này. Mục đích của mình là muốn giao lưu học hỏi. Thì có bạn nào có video khác hay hơn thì cứ cho mình cái đường link ở dưới bình luận nhé, cho mình tham khảo luôn. Cứ ai biết cái gì thì bày cho người khác. Thì bây giờ khuya rồi thì không được nói to mà giọng mình lại cứ ồ trầm trầm rất là khó nghe đúng không? Đây, ví dụ cái hai của mình lại chỉnh ở chỗ này các bạn này, nó không giống 3D Max, cái chỉnh độ bóng mà ai nhìn nó thật hơn đấy. Thôi đây cái này là mình tô mình tỉ mỉ hơn nên đẹp, tô cái này lâu quá, thế này còn chưa được đẹp đâu đấy.
mà sao cũng xem nữa nhỉ. Thế nên sếp cũng chưa chưa đẹp lắm đấy, nhưng mà thôi khi làm thì hướng dẫn các bạn là sắp từng pen đó. Chứ để mà so sánh điểm khác thì nhiều cái khác lắm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nhé. Giúp mình đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Xin chào các bạn.